Ok, hello chào các bạn. Ok, hello chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Thiện Nhân Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Ngày hôm nay cuối tuần, thứ bảy thôi, nên là mình cũng có chuẩn bị được một ít quà vào đấy để cho dành tặng cho các cụ già. Mày, tên quán tu ăn nụ? 70 kì? 70, 76 tuổi rồi mọi người. À vô, tên quán tu ăn nụ hình tổng? 86. 87 mày? Então é mesmo capingala, até muito velho, velha. Ok. Đây mọi người, cụ bà là 76 tuổi rồi, còn cụ bà này là 86 tuổi rồi các bạn. Đấy, bản capingala là rất nhiều các cụ già lớn tuổi. Rất nhiều cụ bà lớn tuổi. Cụ ông thì ít nhưng mà cụ bà nhiều. Số đôi velho. Tôi đôi velha. Mày, assim. Vai, mày, assim. Hoje eu consegui reparar alguma coisa, tipo a fubá, e óleo, açúcar, a leite e mais assadinha, conduto, vai boa feta. Não é boa feta, mas boa, tipo mesmo, entregar mesmo velho, velha. Sim. Ah, é. Yeah, hôm nay cuối tuần đây tranh thủ là một chút thời gian đây là có mua được một ít quà để vào kính biểu các cụ ba ngày cuối tuần thôi, thì mình cũng có nhiều cả, để cái này là cũng nhờ các mạnh thường quân hỗ trợ nữa. Yeah, mày bay qua đồng bộ của nhá, ta để para bay bao lù bay phải là quả coi giờ. Aqui. Ok, các bạn. Cảm ơn Việt Nam. Agradecemos muito as mamãs receberem fubá, leite, peixe. Agradecemos muito. Muito mesmo. Ok. Sim. É a bacá, mãe, bacá. Bà Trường Thôn thì nói ý nghĩa là thay mặt các cụ ông cụ bà để gửi lời cảm ơn đến Việt Nam, người Việt Nam thì đã chung tay để gửi đến những món quà cho các cụ ông cụ bà, thì đa phần là những cụ ông cụ bà thì bây giờ cũng là chỉ có chờ đợi sự trợ giúp của con cái cháu chắt đây, đây mọi người, thì bây giờ là lao động thì không thể làm được nữa rồi, thì toàn là cụ ba thì đã thấp nhất cũng đã 70 tuổi rồi, con cáo thì cũng đã 80 mấy tuổi rồi mọi người. Thì lát nữa mình sẽ ghé qua nhà cụ ba 90 tuổi ở đằng kia, thì thực tế là sức khỏe cụ yếu rồi nên là cũng không tới đây được. Còn ở đây gần kiểu làng ấy thì là cả cụ vẫn đến được. Còn cụ ba ở kia thì mình lát nữa mình sẽ chạy qua đó rồi mình ghé mình đưa cho cụ ba luôn. Thì ở đấy thì bác trưởng bạn cũng đang chỉ đạo cho mọi người đạo diễn đấy các bạn đi. Ở đấy đang đất thịt đấy mọi người, nên là đang đào bằng cuộc được, chưa cần sử dụng đến cuộc chim. Xem thấy ta mò lên đi. À, estera ahí na ta mò lên. Cola muito. Sim, cola. Cola muito. Đất dính lắm. Dạ, assim tá bom, pai. Sim. Água comida, mais limpo. Ou água no vala, mais limpo. Não, tá bom. É melhor, né, aqui? É melhor. Aí não dá para a vida bem. Thì nói chung là nước giếng thì đằng nào cũng là nước ngâm, nước mạch ngâm nên là sẽ tốt hơn cho sức khỏe, bởi là người dân xưa nay bao lâu nay mình tới đấy với người dân bản là nấu ăn thì người dân là toàn đi lấy nước ở dưới suối, ở đây gần con suối, còn mà đi lấy giếng bơm tay thì ở đằng kia xa lắm, nên là người dân ngày đi lại á, nên là toàn ở lấy nước ở dưới suối. Nước dưới suối thì cái vấn đề vệ sinh an toàn thì nó không có, với lại là cả cái ký sinh trùng sốt rét các kiểu ấy. Agua no rio, no tá bom. No tá bom. Tem muito mesmo doente de que paludismo. É mesmo. Paludismo. Thì bây giờ là người dân đấy mình cũng có phổ biến với bác rồi, thì nói bác cố gắng tranh thủ thời gian rảnh thì đau giếng mọi người, nên là ở đây cũng đau,
bản Cahiti Hồng Đao, bản Chicoutló Hồng Đao. Thế thậm chí là bản Chinene đây, thời gian nữa sẽ cùng đào luôn, bởi là ở cái khu vực làm nông nghiệp đó, nó xá so với cái địa bàn gọi là cái làng ấy, cái nước sinh hoạt đó, toàn lấy nước mướng, nước suối nên là không được tốt. Dạ, vậy, con tin nuôi rồi á? À, ok. Como matiloy, Victory? Taruman eh? Okay, lo jaga ba Victory. Matiloy? Matiloy kesini? No, abri so ese tamba. No, por ifica la. Thế đây bạn, đây mọi người. Phần quà thì bao gồm là đường sữa. Uma này. Đường sữa này với nước ép trái cây các bạn, nước ép trái cây, cái này nước ép trái cây để mua cho các cụ. Ta mê uma nhá. Đường sữa, nước ép trái cây, rồi là dầu ăn, rồi gì nhỉ, cá, bột ngô, cá, rất paraben nhá. Depois y tipo junta. Mati loi kong Victory faze beng ya? Ah, fu barta, rargo? Tadi peza. Ah, ai suka kai. Tadi peza. Ve beng ya? Còn đấy là các thanh niên đó mọi người. À. Có mày, nào mà ca? Thanh niên đang chơi để tỉa rau mọi người đấy. Dụng cụ để tưới rau buổi chiều đây, hiện tại thì mình cũng chưa mua được cái gì nhỉ, cái thùng tưới á, nên là người dân dùng bằng số chậu để mà tưới chỗ này này, chỗ gì nhỉ, bắp cải các bạn ạ. Đấy. Đấy, dùng số chậu để tưới bắp cải đấy. Thế mọi người thấy như này là tỷ lệ sống chắc ổn đấy các bạn ấy. Này thế này này đấy. Thế nói chung là chiều tối muộn đây, lúc đó mới tưới, còn bây giờ thì đang sớm quá đi. Đấy. Ngày xưa một đám cỏ tranh, bây giờ là một màu xanh của đầu đấy, đầu bắt đầu cho hoa đấy các bạn đi, đầu bắt đầu cho hoa đấy. Đấy, mọi người thấy thành quả bao nhiêu nỗ lực của người dân. Đấy, hy vọng là thật năng suất để rồi mà có thêm thức ăn cho người dân, để mọi người dân lao động ấy các bạn. Em Antonio Fima Girasi Esse memo tudo esse Fima esse da de anh quay nhá. Quando nhân pra falar gira, né? Tipo aí về feijão, né? Đấy. Mọi người thấy chưa? Mình quay cầm máy quay cho em cameraman ấy. Đấy. Đầu xinh ngắt đấy các bạn. Một số thanh niên là nam thanh nữ tú là đang ngồi chơi để buổi chiều tưới rau ấy các bạn. Còn chỗ này thì cái gáy. Còn chỗ này thì mình đang nhờ bác trưởng thôn gieo hạt gieo quên nhỉ, hạt ca các bạn, ca pháo mọi người, đang gieo hạt ca pháo đấy. Đấy là hạt ca pháo đấy. Cuidado, nó pisa la về bệnh. Còn đấy, cái giống này thì giống bắp cải đấy, chuẩn bị trồng được rồi, nhưng mà do thời tiết đang nắng quá nên là chưa trồng được, mà chắc là không phải trồng để tưới nước, chấm tưới nước thôi. Thì bây giờ mọc rất là tốt, xanh ngắt đi. Mọi người thấy không? Đấy, rất là tốt luôn. Trời nắng nặng lắm mọi người. Mọi người bình luận và rõ nét mặt của anh nhân buồn. Đúng thân là nhiều lúc mình tại sao không hiểu làm sao mà nét mặt lúc nào cả
cắn cớ luôn. Dạ. Vem, rapaz, vem. Vem me ajuda a pegar para aí. Ah, leva tudo aí, já? Ah. Oh, vamos deixar no chão só. Não leva lona, mas não tem problema. Pega bem, já? Não vai rasgar, já? Ai. Các chị em gái thì đang chờ để tưới rau đây. Bên đây rồi cả. Nè. Đây, mọi người đang đến để tưới rau đấy. Rega cove repolio. À, mete eso aquí, ¿eh? Mete eso aquí ainda. À, mọi người thông cảm là mình quên đem cái bạt đi để mà bỏ đồ, nhưng mà hiện tại bây giờ mọi thứ đã bỏ trong túi bóng rồi, nên là bây giờ mình sẽ chia đưa tận tay biểu các cụ luôn. Để các cụ con về nữa. Đây, toàn bộ những phần quà thì đã được chuẩn bị đây mọi người. Em Antonio với Fimon Poco Ai Prosu. Đây, đây là những phần quà. Đấy, gồm bột ngô, rồi là nước ép, rồi dầu ăn, đây là đường, sữa, cá. Đúng rồi. Thì bây giờ mình sẽ nhờ bác trưởng thôn và em Matilối cùng như em Vittori thì sẽ trao những phần quà này để cho mọi người. Matilối, Vittori, vào ajuda, entregando o velho, velha, já? Nós mesmo fazer trabalhar. Pai, pode pegar mesmo? Để sản nhân entregar no phu bài. Một người năm cân bột ngô các bạn. Cuidado mày nhá, nó phải rượt rồi nhá. Mày. Ô cu. Ô cu. Mỗi người mỗi việc ấy. Mình thì đem một trao bột cố. Bác trưởng bản thì có thể là trao cá hoặc là trao gì đấy. Mỗi người mỗi thứ. Abu. Amai. Okay. Sí. Okay. Vele que tete. Já, outro já. Assumo também já. Leite já, açúcar já. Aí já está completa. Aí também já está completa. Aqui também já, né? Já? Ah, já tá. Já?
con đấy là bột ngô của Cuba 90 tuổi mọi người ạ. Cuba 90 tuổi. No pai, no pai, no, no. Ese vou preciso. Ah, vou preciso. Ah. É como uma aí, tá bom? Uma dia de alegre, né? Muito alegre. Tá bom, ok. Yeah. Ai, cả cô mừng lắm mọi người. Mati loi. Iya. Pala kau Dumai, apo? Apa benda di sana? Ya. Iya. Eu sou um. Đấy mọi người ạ, thì thực tế là các cụ rất là mừng, rất là phấn khởi luôn, bởi là đấy cũng là lần đầu tiên các cụ được nhận những cái phần quà ý nghĩa như thế này từ tay những người Việt Nam gửi đến cho các cụ. Đấy. Thì đấy mọi người thì cũng rất là vui, mình cũng thấy rất là phấn khởi luôn, bởi là cái tấm tràng thì thấy mọi người vui thì mình cũng rất là vui. Thì công việc thì cũng như vậy thôi. Hiện tại bây giờ thì người dân cũng đang đau giếng này, nơi chiều lại tiếp tục tưới rau. Công việc hàng ngày nó cứ diễn tiến như thế. Thì ngày nay qua ngày khác như vậy, người dân mỗi người mỗi tay cùng chung sức chung lòng để mà làm sao đẩy cho ngày càng đi lên. Ta bon nhé. Ta bon. Cảm ơn. Vamos, ya, mai, levanta. Ve para casa. Ve para casa. Y ey. Ya obrigada. Levanta, 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 levanta. Ah. Tu vas payar. Ey. Ey, 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 aquel tete. Ngày hôm nay những phần quà đã đến với người dân đấy các bạn. Video mình xin kết thúc tại đây. Các bạn đề nghị cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh Thứ Nhất Vlog Cuộc Sống của Cháu Phi. Chào các bạn. Một thêm cho Cuba báo cáo 10 kg, 5 kg bột ngô, đường sữa và dầu ăn đấy mọi người. À mày, ô cùng mày. Yeah. Ấy ta bông. Đây. Arroz para mày nhá. À vô nhá. Aqui, aqui fubá, tem fubá aí, já? Tem fubá. Aí óleo, açúcar com leite. Ah,
Esse menina tá bom. Menina já tá bom. Ok. Não, eu tô bem, mãe. Avô. Avô também? Não, tá bonita. Ah, mãe. Ok. Mãe, já recebe? Tá boa. Tá bom. Cụ ba nhìn ở đang chỗ nhà giáng gu rồi mọi người. Cụ ba nhìn nhìn qua ở chỗ nhà trôi rồi. Bây giờ là hàng xóm ở đấy mà. Nhưng cụ ba này thì da yếu hơn nên không đi lại được. Còn cụ ba thì ra bơi bùi cano giang gu. Thì đây mọi người, ngày hôm nay thì cũng là đã tranh thủ lập được cái máy nhà bếp cho cụ ba rồi. Đấy, nói chung là chưa được cho ok lắm nhưng mà tạm ổn đấy mọi người. Ok, chà phin à. Tạm bộ. Vì nhá. Vì nhá. Mình đi nào phí cặp bê nhá. Ese menina também fica bem, já? Fica bem, já? Ok. Chafina. O cucu. Tapandula. Tapandula. Cô ba gửi lời hỏi thăm sức khỏe của tên bố mẹ mình mà nói chúng là anh em mà ruột thịt họ hàng gần xa. Cảm ơn mày nhá. Obrigado mày nhá. Tá bom. Chào các bạn, chào bố. Dạ. Phải vâng giờ là ta mình. Dạ. Sim. Me dá um abraço. Ok. Beijo. Tá bom. Dạ, ô mày, chào nhá. Tá bem.